Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không bị đeo pháp nữa, mà chúng ta sẽ vào vai Độc Nhãn Long các bạn nhé. Tại vì nói chung là trong cái phần 4.2 này á, thì Độc Nhãn Long không phải là nhân vật chính, mà là quân sư của ông ta, Kojiro. Cho nên là bữa giờ mình thấy là hình như mình chưa làm cái series cho ông này, cho nên là bữa nay lo ông vô luôn. Và người bạn đồng hành của ông ấy hôm nay sẽ là Yasuko các bạn nhé, con gái của Yasuke, một nhân vật do mình tự tạo ra thôi. Rồi đây, vũ khí của ông này thì được rồi, tiếc là chỉ mới có 5 dòng và toàn thuộc tính, thành ra ông ấy không được búp chỉ số nào cả, mà chỉ là đơn giản là đi quýnh ông vậy thôi. Ông này là một nhân vật mà khá là dễ bị crash nha các bạn. Mình nhắc luôn để cho bạn nào đang muốn chơi cái phần này. Thì nói chung là thật ra mình nghĩ chắc đây là một cái lỗi game thôi, hoặc là cũng là do cái bộ skill của ổng á, nó có nhiều cái vấn đề cho nên là nó dễ gây crash game. Thì chuyện này cũng khó tránh mà. Tất nhiên mình cũng không phủ nhận một điều nữa, có thể là cũng là do máy mình yếu cho nên là mình dễ bị crash đối với một số nhân vật mà dạng như là nó hành động quá nhanh giống như ông Độc Nhãn Long này nè. Nhưng tại một số nhân vật khác nhanh mà nó cũng không bị giống như vậy, nên mình nghĩ chắc trường hợp của ông này là do lỗi game nhiều hơn. Rồi đây, Độc Nhãn Long thì chiến đấu khỏi chê rồi. Cái màn này là màn cuối nha, chứ mình bữa nay mình bắt đầu cái chiến dịch này bằng cái màn mà chúng ta sẽ cùng nhau ra công đánh nhà Hozo. Chiến dịch này chắc các bạn cũng biết rồi, đó chính là ông Độc Nhãn Long này, ông ấy hội quân cùng với lại Hiroshi Toyotomi để mà đi đánh nhà Hozo. Tất nhiên là như trong lịch sử các bạn biết là ông Độc Nhãn Long này đã cố tình tới trễ để mà coi bên nào thắng thì ông ấy sẽ theo bên đó. Nhưng mà tất nhiên là cái kế này đã bị Hiroshi nhìn ra. Và sau đó thì ông Độc Nhãn Long này, ông ấy đã bị phạt các bạn ạ. Và chính cái hình phạt của Hideyoshi đã khiến cho ông Độc Nhãn Long này, ông ấy nổi giận, cho nên là ông ấy ra về sau mới quyết định là không đứng về phía nhà Hideyoshi nữa, mà đứng về phía nhà Tokugawa. Tại Hideyoshi tuy là tha chết cho Độc Nhãn Long, nhưng mà lại quyết định là tịch thu hết cái những cái lãnh địa mà trước đó Độc Nhãn Long đã chiếm được. Như là mất đất thì ông nào mà chẳng tức cơ các bạn. Rồi đây, còn Yasuke thì vẫn là một nhân vật mà còn nhiều cái tranh cãi trong đối với lịch sử Nhật Bản. Mình không muốn nói nhiều, mà dạng như ở đây thì chúng ta đang tạo ra một nhân vật hư cấu dựa trên ông ấy, cũng như là con gái của ông ấy, Yasuko. Nghe cái tên là biết là có quan hệ rồi ha. Vũ khí của bà này thì vừa là một thanh Kodachi mà vừa là một cái súng hỏa mai luôn các bạn. Nó giống như bà này đánh là dạng như không có một quy ước nào hết. Cái nào thực dụng đi đánh thôi, bà này đúng như là giỏ đường phố rồi luôn ấy. Nếu mà giỏ đường phố nữa, bà là giỏ tập hợp nhiều kiểu đánh tác chiến. Kodachi thì trong bản này cũng có khá nhiều nhân vật dùng, nhưng mà cái kiểu dùng của bà này là khá là đặc nhất. Ở đây là một cái vũ khí mà game cho chúng ta nha các bạn, chứ không phải là mình tự mod vô đâu. Nhưng mà có điều là cái đòn cuối nó bắn thì lại không hiệu quả lắm, mà đa phần cái đòn chém của Odachi nó hiệu quả hơn. Xin nhắc lại là Odachi chứ không phải Naginata nha. Naginata là cái cây mà nó dài. Nói như nó là một cái cây Naginata, các bạn tưởng tượng là nó giống cái đao quăng vũ vậy đó. Còn cái này là cái cây Odachi, nó dài hơn cây nó dài hơn cây Katana chứ. Bà này nó đánh thì đã thôi rồi. Rồi, vô. Bà này thì tải mát level, Độc Nhãn Long chưa mát các bạn. Bà này nó bay, bà nhảy cái ớt luôn. Quýnh nãy giờ cấp nó lên dù. Một phần nữa là tại vì đang bật ngộ rồi, có thêm mấy cái kia vô phụ nữa. Rồi xong. Rồi, có dầu nguy hiểm. Ê, Kotaro Fuma. Bình tĩnh ông hai, nóng quá. Nhưng mà chưa, Kotaro Fuma này là Kotaro Fuma xạo. Bây giờ Kotaro Fuma thiệt mới ra nè. Ông này có tử, anh ra ông quýnh lẹ lắm. Đây là giờ cửa không mở thì hơi mệt cho mình. Đánh xong tướng rồi mà chưa ra được các bạn.
hai tướng trong chế độ này, hai tướng nó đi với nhau thì ngon hơn, mà tại vì cái màn này nó cố tình nó tách tướng mình ra. Được thì để hai tướng này đi với nhau chắc khá là đẹp. Một người là tướng bao quờ, một người là tướng hai bên. Ông chỉ đánh tướng, một ông chỉ đánh lính thôi, lại hay quá. Và vì đây là chế độ chaos cho nên là mình phải cẩn thận. Ông đồng nhẫn long này ông quýnh là đã thôi rồi. Ở đó ông này cũng chỉ hay bị lỗi khi leo tháp thôi các bạn ạ. Mình thử rồi, đa phần là ông này bị ổng bị lỗi đúng lúc ổng leo tháp thôi, còn bình thường thì không sao hết trơn á. Bình thường mà có bị gì thường là nó do một số cái lỗi mặc định rồi. Rồi, ok. Rồi đây. Lên. Màn này là màn mát sau nha các bạn, mình quên nói, thành ra là kẻ thù sẽ khá là mạnh đó, chứ cũng không phải dễ ăn đâu. Như là tùy nhưng mà chúng ta chơi thì đối với cái chiến dịch này là nó lại là màn cuối, cho nên nó là mát sau các bạn nhé. Ở đây không phải màn cuối nào cũng là màn mát sau, nhưng mà thường thì màn cuối nó sẽ đầy sau các bạn, còn với nó cũng sẽ gần đầy sau. Bà này tướng bao quờ, bà cũng không có nhiều đòn hai bơ lắm, nhưng mà cái đòn thế của bà rất nhanh các bạn không, đánh nó cấp kỳ luôn. Thì cái đó bay cái này nó rất là khó đối phó. Rồi vô à, quay hai. Quả mình đang muốn cho mấy nhân vật của mình đi với nhau, mình quên mất mình phải ấn nút nào rồi. À rồi đây, ok. Rồi từ giờ là các tướng, hai tướng mình sẽ đi với nhau. Đúng rồi, là bây giờ bà Yasuko sẽ đi với ông đồng ông này thôi. Rồi đây, từ từ. Quay. Ấn. Đây, từ. Các bạn lâu quá không dùng chức năng này, leo tháp hoài. Nếu mà quên nút. Rồi vô. Vô. Rồi xong. Ai dặn đào nha. Rồi lên ngựa đi. Rồi còn lại độc nhãn long chơi. Tại mình đi độc nhãn long là chủ yếu chứ không phải bà kia mát level rồi. Ê quay lại đây. Hỗ trợ cái đã, dùng đó còn ăn đỏ vô là chết. Cái này thì chưa bật được, đúng là chưa cần bật, ở đây không có gì đáng để bật. Chỉ bật cái này lên cho không mất máu thôi. Rồi em tới đây Hiyoshi. Đừng để cho nó phá pháo đá của mình các bạn, cái đó là hỗ trợ công thành. Rồi vô là nhà Hozo, giỏi xây dựng công trình tới mấy mà bị pháo đá nó nhả vô thì một quả không sập thì chục quả cũng phải sập à. Rồi đây. Thằng công nhận ông này ổng chạy lẹ dễ sợ các bạn. Có các bạn thấy quýnh đã không? Bực nha. Rồi đây, chuẩn bị. Không cần nộ luôn vẫn chơi được. Ông này ổng đánh là cấp kỳ luôn. Chà, vô đây dùng đỏ nó còn nặng đô quá à, tại còn một con tướng thường ở ngoài kia nữa kìa.
lại, từ từ chắc phải bật cái này lên rồi, tính không bật thì phải bật rồi, không đủ đô các bạn, ông này đánh còn đuối quá, vô cái vùng này chịu không nổi nhiệt, chứ lại như mình đang cần luyện nữa. Đây vậy mới đúng bài rồi, đây nhào vô vừa bật cái nồi lên, đôi khi mình cũng bị giảm tầm nhìn, hơi phiền chút. Rồi đây nãy giờ cũng đang học không, nhưng cái chơi chế độ này nó không có ra cái kia mình nhìn được. Rồi xong, ừ khoan chưa, vẫn còn rồi. Đây cái thằng này là nó thằng cặp cờ, nó nằm ngay đây này. Rồi xong, ông cặp cờ. Ồ vũ khí vàng hay quá, có cái để ép rồi, giờ nó phải cùng màu tím. Cây này ông này là cây tự tử các bạn. Các bạn thấy ổng bay, ổng nhảy, ổng đánh khá ớn. Ủa bạc kia lọt ngựa rồi. Ủa bạc kia vậy mà lên trước ông này luôn hả? Ghê vậy. Rồi vô. Kêu qua mày nó quét rồi, đã thôi rồi. Đoàn 1 ông của ông này thì không ngon lắm, rồi đoàn 2 khá là ok. Ồ Yasuko lợi hại thiệt. Rồi xong, giờ anh dùng hồng rồi. Dùng hồng thì mình vô càng được. Cây mình có tử mà sợ gì, cũng nặng giống như hồi nãy nữa. Rồi đây, rồi đây bật lên được rồi, đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Rồi vô, rồi tiếp tục cày, cấp nhảy khỏi lo luôn. Giờ chỉ sợ không có đủ lính để quơ thôi. Ê trời, không đủ gần cái đòn đó, nó như sạch gân vậy, phải vô đủ gần nó quất nó hết ra được. Cái này là chưa hết ra các bạn. Rồi lên chưa gì lên tới đây rồi, tại nãy không có cái gồng cái nộ lên kịp. Rồi vô vô. Rồi vô. Hay nó quét đã. Sức mạnh của độc nhãn long rồi đây. Rồi vô, Lady Hakawa thì cũng thường thôi. Rồi lên nào. Cái màu bấm hơi sớm. Rồi gia chủ đang ở đây rồi. Rồi chẳng hết rồi các bạn. Rồi vô mà không thấm lắm. Rồi vô. Rồi, no damage nữa là ngon. Rồi, đòn Tumusu kết hợp luôn. Rồi,
gia chủ nhà Hugo hả? Ổng cũng tính bắn mà mình bắn nhanh hơn. Rồi, hai. Tập này mới vô 15 phút mấy rồi ngưng thì hơi uổng. Rồi có mấy cái này bị khóa rồi thôi cũng không quan, cái này phải đúng người mới được. Rồi mát level luôn, hay này mát rồi khỏi nói. Rồi đồ trắng đồ này không, nhưng mà nó bị trắng hết hai món rồi hơi dở. Mình thì lại đang muốn có vài cái món nào đó là đồ 20 nữa. Ông này theo ra cái may mắn còn hơi thấp, đồ 20 nhiều quá. Ây da, kiếm màn khác chơi mới được. Cái này là của nhà Uesugi, cái này là tới lúc đổi phe mới chơi. Cái chiến dịch của ổng rồi, là cái này thì của không được, cái này là của nhà bên kia. Bà này cũng theo nhà bên kia, ông này thì ổng chết cùng với lại ông Oda Nobunaga rồi. Cái này là mới đứng về phía đông quân, mình phải chơi cái chiến dịch nào đó đứng về phía đông quân cơ. Rồi để coi, ông này thì chiến dịch của ông ấy là cũng là, đây ok này, cái này cũng hay. Đánh luôn ở trận Shigehara nè, đúng cái trận mình muốn rồi đây. Rồi giờ để đi ép đồ quá đã. Rồi để coi nào, độc nhãn long đúng không? Rồi bây giờ ép cái cây này vô, hy vọng nó ra thêm một vòng nữa. Rồi dòng tốc độ hay quá. Cây này là cây lôi thì hy vọng là ép cây lôi vô nó cũng ra vòng. Ra vòng may mắn rồi hơn vậy. Cây thổ này thì tại bèo quá mình không muốn giữ, cái này cũng vậy. Giờ cây trắng này thì cũng phải bán. Cái này thì không có tốn 8.000 để leo tháp, mình ra là không có mất vốn, các bạn cứ tha hồ chơi thôi. Cây này bèo quá thì chỉ giữ lại cái kia thôi. Thì giờ giữ tạm cái này để xài, dù sao may mắn lên sắp 4 rồi. Ủa quay 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 quay, cây này bán luôn, cây này bán luôn. Rồi xong. Được vậy thôi cũng mừng rồi. Bà Yasuko thì cũng chưa có đồ gì để chơi rồi, ok tiền mình có phải sẽ đỡ giảm đi phần nào. Rồi để xem nào, đây Yasuko. Rồi đánh trận này xong là chúng ta sẽ đánh trận Shigehara nhé, trận này là Hideyoshi chết rồi. Và chúng ta sẽ đấu với lại một trong những cái gia thần của nhà của Hideyoshi là ông Mitsunari Ishida. Có vẻ chiêu thức thì cũng không cần phải chỉnh lại gì đâu, nhào vô luôn. Và lần này thì được hai người đi chung với nhau rồi mọi thứ nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Rồi ông này thì nhảy xuống đánh, bà kia mới ở trên lưng ngựa. Rồi vô. Tướng lĩnh gì mình không cần biết, nhào vô đây. Đừng có đùa với độc nhãn long. Này thì cầm cờ tướng giữ cửa hả? Nhà Shimazu thì trung thành rồi, với lại nhà Toyotomi rồi thì không nói. Rồi mấy cái thanh niên cầm cờ đâu, đúng rồi phải đi xử mấy cầm cờ trước rồi nè. Rồi nó thành vùng trắng rồi các bạn. Trung tâm của trận chiến đó là của chúng ta rồi. Mà này lính quá trời qua đó chúng ta càng lại nó là mỏi tay luôn á. Đủ lúc mình đang có cái này nữa thì thôi tiền vô như nước sông Đà luôn. Các bạn thấy cái level mình nó nhảy như tới mức này là các bạn hiểu rồi. Rồi xong lại ngọc. Rồi kệ cũng được, cái gì cũng được, cái gì cũng xài được, cái đó mới là anh hùng. Rồi đây
Rồi để coi nào, phục chưa? Đoạn kia cho đi theo thôi được rồi. Này mình muốn chơi đồng nhãn lông mà. Đồng nhãn lông lúc trước thì cũng không ngon lắm, rồi qua tới bản này đồng nhãn lông cực ngon luôn. Rồi từ mở cửa ra nào. Rồi hai bật nổ lên chơi tiếp. Ông này tướng hyper mà vô khúc này phải đánh nhanh. Rồi đây Sakashima đúng không? Mình lẹ lắm. Trời, chưa gục. Hay quá. Sakashima hả? Thử lẹ luôn. Cầm hai cây hỏa mai ngắn. Rồi đây vô. Ta phải trở lại phía dưới rồi các bạn. Mấy màn có khó dạng này là đừng bao giờ tách hai đứa ra. Để hai đứa đi với nhau an toàn hơn các bạn. Để giờ lính ở đây ít quá, mình quét nó không đã. Không muốn bật chiêu lên. Một phát thôi là biết mùi liền. Ông này ông quét nhiều khi mà hình chạy không kịp với ổng luôn chứ đùa đâu. Mấy cái bản trước chơi còn chậm rãi, bản này nó chơi cấp kỳ luôn. Đòn đánh nó rất là nhanh các bạn. Cái đòn số 4 của ông này nó giống như sập gân vậy các bạn. Càng đứng sát vô sát thương càng cao, bởi vì tầng 90. Cái tầng 90 quýnh rất khó với ổng. Ổng tung cái đòn đó ra cái gần như là đi nguyên cây máu của mình. Ủa lộn đường, xuống đây. Ông này ổng chạy bộ cũng nhanh hơn người ta rồi. Tại nãy cái cây của ông còn tốc độ mà. Nó ra cái dòng đó hay quá. Rồi vô. Rồi bắt đầu vô cày nè. Tha hồ phan. Cày cấp đã luôn. Cái cày cấp này bây giờ giữ ở đây lúc này vẫn được nha các bạn. Tại nó sẽ giúp các bạn hồi máu nhanh. Ráng đỡ cuối cùng cũng dính rồi. Như mình nói mà, có tử nó sướng gì đâu. Rồi xong. Rồi mở cửa ra được chưa? Còn mà không mở ra được thôi dở. Rồi ok, cái này thì không sao. Rồi lính nó ào ra thì mình cũng không sợ. Còn lính tôm tép. Rồi chơi luôn. Chà, nó đang ở hướng khác à. Rồi không sao, mình chặn đầu hai bên ba đứa bên này trước. Rồi xong. Rồi
rồi. Rồi đây xuống dưới cứu mấy thanh niên kia nào. À đây rồi, nó đây, nó đây. À, vũ khí vàng đã quá. Rồi từ từ quýnh xong chỗ này mới qua đánh chỗ khác được. Rồi đây. Rồi, oh yeah. Chà, mấy ngày ở đây nó trâu dữ ta. Không dùng đòn hai bơ được. Không dùng đòn hai bơ được thì cũng không sao. Cái đòn này đòn đánh xuyên phá khá là hay, là mình nhớ cái Mega Man ghê vậy. Bên mình hình như bên Mega Man X4 cũng có cái đó. Cái đòn gần giống cái đòn gì của Mega Man đó vậy. Rồi đây. Lên trên kia nào. Đây 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 đây. Lên ngựa chạy, tại xa quá. Không được nhiều mà thôi cũng được. Như đó là thấy cũng nhiều rồi. Từ mấy tướng kia, ủa sao nó lại sót lại một tướng này. Khoan, từ từ để cho ông kia đi đi. Rồi đây mình cho bà này đi xuống dưới đây quýnh thằng tướng này cái đã. Nãy sao mình để ý là sót hết tướng ta. Rồi rồi ok vô ta. Ê trời, anh cho con ngựa ủi quan phát mới chịu. Rồi xong. À đây ok ok. Rồi vô. Này không được nhiều tiền lắm nhưng mà cũng không sao, quét lính là được rồi. Mình đúng kiểu là nổi kinh hoàng luôn á. Mấy con này, mấy thằng này gặp mình như gặp mình chết. Cũng may là game này nó chỉ tính KO thôi chứ nó không có tính là kill á nha các bạn. Sao nãy giờ không biết bao nhiêu mạng rồi. Thật ra là biết nhưng mà không muốn biết tại nó nhiều quá đó mà. Rồi đây. Rồi đây ăn ép góc khá là hay. Đa phần là Yasuko ủi luôn. Rồi ok rất tốt. Ép hết mấy tướng này vô rồi còn mỗi ông kia ông phải ra ứng chiến thôi. Đây ôi trời ơi tuyệt vời quá. Hello ông bạn. Rồi đây. Ây da. Rồi xong. Này đi. Ô ta đi à. Rồi xong.
ai nó sổ tướng tiếp nè. Ok, mà này chẳng qua chịu khó chạy một vòng xíu thôi. Nó mở tựa tướng ra chưa? Rồi. Rồi, mở cửa chưa? Mình chặn ngay từ cái cửa nó ra luôn, như vậy nó mới ác. Rồi, mở cửa ra nào. Hello quý vị, tôi đợi nãy giờ rồi. Rồi, đây, xin chào nhà Kimagu. Rồi, đây, vô. Rồi, vô. Hai. Rồi, đây, vô tiếp. Quả đó hơi dở. Đây, nhà Shimazu gục. Rồi đây. Đùa với anh à, tướng gì cũng với anh thì cũng thường thôi. Rồi một tướng nữa gục. Thằng lâu mà ổng bật cái này lên rồi là khỏi chê luôn. Rồi đầy luôn mà. Rồi đây. Mà này đánh thường mà đánh không khác gì leo tháp lắm. Dưới nó còn đã leo tháp rồi. Rồi không chưa. Anh em chúng ta đi nào. Trời, nó đang buông cho nó đánh tướng mình. Rồi, mấy ông đợi xíu, tôi lên tới đây. Hồi nãy giờ mình quét, tưởng quét nhiều rồi, ai ngờ nó còn đông như thế. Mấy ông đợi xíu, mấy ông đột kích căn cứ tôi thế à. Rồi vô. Lỡ tay chơi hơi sớm không sao, tại không nhận ra là mình đã lên cấp. Rồi. Rồi xong một tướng nữa, Sakonshima gục luôn. Nó đội đánh quá nhanh. Rồi là dò Rayleigh lên rồi thì cũng kinh đấy, nhưng mà vẫn không bằng được mình. Rồi giờ còn mấy tướng nữa, chắc không còn tướng nào nữa đâu. Ngựa này nó chạy loạn sang hậu lên. Ê, đứng lại ông. Rồi, sợ mắc con ngựa mệt quá, mặt mát vòng rồi mà còn để như vậy hơi dở.
Rồi còn ông này thôi. Rồi chuẩn bị kết thúc nào. Ông này ra đánh lần nữa thôi. Không có gì gọi là nổi bật. Ây da. Rồi xong. Maleficent luôn các bạn. Ông Yasuko nó khen ông mình đánh Maleficent. Có quả đó khen cũng đúng, hồi nãy giờ càng thấy ớn luôn. Mát level rồi mà cấp nó còn nhảy dù dù kiểu đó nữa thì thôi rồi. Tiền nó nhảy tên tài khoản ngân hàng mà nó nhảy được kiểu đó mình cũng mừng các bạn. Làm sao rồi, nhiệm vụ là làm thì cứ làm thôi. Đây lụm đời đồ của ông này không, nhưng mà tại sao là toàn nhiều đồ 20 này. Món này thì cũng có thể coi là tạm được, không có nhiều thứ ngon lành lắm. 13, 13, 7, 13, 6 thôi, cũng không quan trọng nữa. Dạ, không leo tháp là không được rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.